Chào các em. Các em làm tiếp đề này nhé. Các em làm câu 43. F phẩy set G. Rồi giờ các em đa hàm G nhá. Đấy, còn trong này thì các em có thể đặt đấy, đặt cái trong ngoặc này bằng biến mới đi. V bằng x bình cộng 3x cộng 1 này. Đấy. Thì đã hàm V bằng 2x cộng 3 đúng không? Bằng 0 tương đương với x sẽ bằng trừ 3 phần 2. Ở đạo hàm G thì sẽ được phải được cái này. Đấy, 2x cộng 3 nhân với cả f phẩy v này. Thế thì các em có thể kiểm tra đáp án được chưa nhỉ? Đấy, các em có thể kiểm tra đáp án. Hoặc là các em cho g phẩy bằng 0, sau đó lập bảng biến thiên, được chưa? Đấy. Đấy, ví dụ kiểm tra đáp án này thì kiểm tra đáp án A này. Đấy, thì x thuộc trừ 1 0. Đấy, trừ 1 0 thì trừ 1 0 mà v bằng 0 bằng trừ 3 phần 2. Đấy, thì sẽ nghịch biến này. Đấy, nghịch v nghịch biến. Thế trừ 1 vào. Thế trừ 1 vào thì được trừ 3 trừ 1 đúng không? Đấy, trừ 1 bé hơn v, bé hơn 1. Đấy. 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 Đấy, thế còn f phẩy f phẩy v trừ 1 đến 0 trừ 1 đến 1 thì đây đúng nhỉ? F phẩy v nhỏ hơn 0. Thì v vừa vừa âm vừa dương đúng không? Thì chưa xác định được nhỉ? Đấy, trường hợp này chưa xác định được. Đấy, các em chuyển sang kiểm tra trường hợp B. Trường hợp B thì x thuộc 0,1 này. 0,1 này thì v đồng biến đúng không? Đấy, v đồng biến thế 0 vào. Đấy, thì được 1 bé hơn v, bé hơn thế 1 vào đây là được 5. Đấy, 5. Đấy, f phẩy v. V lớn hơn 1. V lớn hơn 1 thì f phẩy v dương đúng không? F phẩy v dương. À, trường hợp này. Đấy, trường hợp này g g phẩy x lớn hơn 0, được chưa nhỉ? Đấy. À, thế là các em suy ra B luôn. Được nhỉ? Chọn luôn. Đấy. Nếu trường hợp này mà chưa thỏa mãn thì các em kiểm tra tiếp trường hợp C, D nhé. Và thầy nhắc lại là các em có thể cho g phẩy bằng 0, sau đó lập bảng biến thiên. Được chưa? Đấy. Các em chuyển.
cái thầy nói lại nói thêm này, cái trường hợp này, thì còn cái 2x cộng 3 được chưa nhỉ? Đấy, 2x cộng 3 thì sẽ bé hơn 3. Đấy, 2x cộng 3. Trường này là nghịch biến này. Thế trừ 1 vào. Thế trừ 1 vào thì đây là được dương 1 đúng không? Đấy, dương 1. Đấy, thế 0 vào thì là được 3, được chưa? Ừ. Đấy, cái trường hợp A này thì là 2 cộng 3 là nó cũng dương, được chưa nhỉ? Đấy, đấy giá trị của nó là từ 1 đến 3. Ừ. Đấy, thế còn cái trường hợp này. Đấy, trường hợp này thì 2x cộng 3 lớn hơn 3 và bé hơn 5. Ừ. Đấy thì 2x cộng 3 là dương và f phẩy cũng dương, được chưa? F phẩy cũng dương, cho nên là các em có g phẩy lớn không? Đấy, còn trường hợp A này thì F phẩy nó âm, còn 2 cộng 3 thì nó dương, được chưa? Cho nên loại thế nhỉ. Đấy. Nghiệm đúng mọi x thuộc 0,2. Đấy, đây thì các em đặt là bằng gx nhá. Đấy, cái này sẽ tương đương này. Đấy, tương đương với gx. Gx lớn hơn m. Ừ. Đấy, thế giờ các em đạo hàm g nhá. Đấy, các em đi đạo hàm g. Đấy. Đấy, g phẩy thì sẽ bằng f phẩy trừ x bình cộng 2x cộng 3. Thì các em thấy là đây, các em thấy hx bằng x bình trừ 2x trừ 3 này. Ừ. Đấy, cái này là min 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 khi x bằng 1, được chưa? Đấy, min khi x bằng 1 này. Đấy, parabol này các em sẽ có đồ thị ở trên khoảng 0,2. Đấy, 0,2. 1, 2 đây. 0 đây. Trừ 1, trừ 2, trừ 3. Đấy. X bằng 1 thì đây là trừ 4. Thì các em thêm. Thêm một chút cho trừ 4. Đây, trừ 4. Đấy, x bằng 1. Đấy, 1.
x bằng 0 thì h bằng trừ 3 ở đây này. Đấy, x bằng 2. 2 thì đây là trừ 4 với cộng 4 hết đúng không? Cũng là trừ 3. Thế thì đồ thị của đồ thị của H đây. Đấy, đồ thị của H. Đấy, thế thì đồ thị của H là ở dưới dưới F phẩy đúng nhỉ? Đấy, dưới đồ thị của F phẩy. Đấy, cho nên các em suy ra. Đấy, suy ra G phẩy. Đấy, G phẩy x sẽ lớn hơn 0. Đấy, lớn 0. Khi đấy, khi x thuộc khoảng 0,2. Thế thì suy ra đấy, suy ra m phải đấy, suy ra m phải bé hơn hoặc bằng đấy, bằng g0 được chưa nhỉ? Đấy. Đấy, tại vì là g là không lấy x bằng 0 được chưa? Đấy. G chỉ lấy x lớn hơn 0 thôi. Đấy, cho nên là m được bằng g0 được chưa? M được bằng g0 thì vẫn thỏa mãn. Đấy. Vẫn thỏa mãn là m sẽ nhỏ hơn gx được chưa? Đấy. Đấy, cho nên là m được bằng g0. Đấy, mà g0 thì đấy, g0 thì các em thế 0 vào. Đây thế 0 vào đây. À, g0 thế vào đây. Đấy, thì được f0 đúng không? f0. Đấy. Thế thì bằng f0. Thế nên là các em sẽ chọn đây đúng không? Đấy, C. Đấy, câu này sẽ là C. Các em chuyển. F bằng len đi tính tổng các f phẩy. Thế thì các em đạo hàm f nhé, đạo hàm f để có f phẩy. Đấy, sẽ có f phẩy này. Đấy, f phẩy thì bằng u phẩy trên u đúng không? Cái này là u phẩy thì đấy, sẽ được 2 trên 2x trên x mũ 4 thì còn 2 trên x lập được chưa nhỉ? Đấy, 2 trên x mũ 3. Đấy, và nhân u. Chia u thì nhân với nghịch đảo của u được chưa nhỉ? Đấy, nghịch đảo của u sẽ là x bình trên x bình trừ 1. Đấy, x bình trên x bình trừ 1. Đấy, thì giả nước x đi. Đây là hàng đẳng thức. Đấy, x trừ 1 nhân x cộng 1 thì x trừ 1 này nhân x này x cộng 1 này. Đấy, thì có thể tách ra. Đấy, tách ra thành hiệu hai phân thức. X cộng 1 mà trừ đi cái này thì sẽ bằng 2 đúng không? Đấy, thế cho nên là sẽ được 1 trên x trừ 1 nhân x trừ đi x nhân x cộng 1.
Đấy, thì quy đồng lên sẽ được x cộng 1 trừ đi x trừ 1. Yeah. Đấy. Đấy, thì sẽ bằng 2. Đấy, sẽ bằng bên này. À, thế thì f phẩy như thế này thì các em lấy cái f phẩy này thế vào cái tổng này, được chưa? Đấy thì các em sẽ có a trên b. A trên b. X x bằng 2, thế 2 vào đây thì được 1 nhân 2. Đấy, 1 nhân 2. Trừ đi. Đấy, trừ đi 1 trên 2 nhân 3. Đấy, lại cộng với 1 trên 2 nhân 3 trừ đi 1 trên 3 nhân 4. Đấy, cứ như vậy nhỉ. Yeah. Đấy, cứ như vậy. Thế thì cuối cùng là x bằng 2020. Đấy, 2020. Đấy, thì đây sẽ là 2019 nhân 2020. Đấy, trừ. Đấy, đây là 2020 nhân 2021. Ừ. À, thế thì à. Đấy, sẽ bằng ở giữa này sẽ triệt tiêu hết nhỉ. Yeah. Đấy, chỉ còn đầu trừ cuối đúng không? Đấy, chỉ còn đầu trừ cuối. Đấy, quy đồng luôn. Đấy, quy đồng luôn thì đây mẫu số là 2 thì đây phải nhân thêm với 1010 đúng không? Đấy, 1010. Đấy, 1010 này nhân 2021 này. Đấy, trừ 1, được chưa nhỉ? Đấy, trừ đi 1. Ừ, trên 2020 2021. Ừ. Thế thì sẽ bằng 2 kem cho 1010 nhân với cả 2021 trừ 1 sẽ được 2041. 2041 209 2020 nhân 2021 được 4082. 4082 420. Ừ. À, thế thì lúc này sẽ suy ra. Đấy, suy ra 2a trừ b được nhỉ? Đấy, 2a trừ b. Đấy, đây là a, dưới này là b. Ừ. Đấy, máy đang có mẫu rồi. Ừ. Đấy, trừ đi 2 lần tử, được chưa nhỉ? Đấy, trừ 2 nhân 204 1209 204 1209 1209. Rồi. Sẽ bằng dương 2. Đấy, dương 2 thì suy ra cái này sẽ bằng âm 2, hiểu nhỉ? Ừ. Âm 2 thì các em có C, được chưa? Đấy, thì đây là C. Ừ. Đấy, kem chuyển là 49. X bình cộng Y bình lớn hơn 1 thì đi đây không phải điều kiện nữa, được chưa nhỉ? Đấy, chỉ có điều kiện đây thôi. Đấy, điều kiện. Đấy, 2X cộng 4Y là phải lớn hơn 0. Ừ. Đấy, thế thì bây giờ cái này thì thành lô lô của x bình cộng y bình đúng không? Đấy, cho nên là sẽ có. Đấy, gọi cái bất phương trình này là 1 thì sẽ có 1 sẽ tương đương. Đấy. 2x cộng 4y. Đấy, sẽ lớn hơn hoặc bằng x bình cộng y bình. Ừ.
Đấy, cái này có thể đưa về x trừ 1 bình và y trừ 2 bình được chưa? Đấy, thế đây cũng đưa được về 3 nhân x trừ 1 cộng y trừ 2 lớn nhất. Thế thì nếu mà dùng Bunia, dùng Bunia thì sẽ có bé hơn hoặc bằng đúng không? Đấy, P bé hơn hoặc bằng. Đấy, cho nên cái này các em đưa về x trừ 1 và y trừ 2. Đấy, x trừ 1 tất cả bình. Đấy, cộng y trừ 2 tất cả bình sẽ bé hơn hoặc bằng. Đấy, đây là 4, 1 là 5 đúng không? Đấy, sẽ phải cộng 5 vào hai vế. Đấy. Đấy, cho nên bây giờ là đấy, sẽ dùng Bunia cho P. Đấy, P sẽ viết đúng là 3 nhân x trừ 1. Đấy. Cộng y trừ 2. Đấy, và đây trừ 3 thì phải cộng thêm 5, được chưa nhỉ? Đấy, lúc này sẽ bé hơn hoặc bằng. Đấy, hiểu đây là 1 đi. 1 nhân cái ngoặc tròn. Đấy, thế thì sẽ có 3 bình cộng 1 bình này. Nhân với cả x trừ 1 bình. Đấy, cộng y trừ 2 bình. Và cộng 5 nữa. Đấy. Cái này thì ở trong căn. Còn 5 này thì ở ngoài căn, được chưa? Đấy, 5 ở ngoài căn nhá. Đấy, thế thì đấy, thế thế cái này vào đây. Đấy, thì sẽ được là 5 nhân với cả 10. 50. Căn 50 thì 5 căn 2 nhé. Đấy, thì P sẽ bé hơn hoặc bằng 5 căn 2 cộng 5. Dấu bằng. Đấy, dấu bằng xảy ra thì đây dấu bằng xảy ra thì 3 trên 1 này. Đấy, 3 trên 1 thì sẽ bằng x trừ 1 trên y trừ 2 này. Đấy. Đấy, cái này sẽ tương đương x sẽ bằng 3y. Đấy, trừ 6 với trừ 1 này thì còn trừ 5 đúng không? Đấy. Đấy. Đấy, cái này luôn lớn hơn hoặc bằng 3x cộng y, được chưa nhỉ? Đấy, 3x cộng y. Thế thì nó mắc thì sẽ suy ra. Đấy, thế vào đây. 3 nhân đây sẽ được 9y nhỉ, cộng 1 là 10y. Đấy, 10y. 10y. Ba nhân đây là trừ 15 đúng không? Đấy, trừ 15. Đấy, sẽ bằng P max nhỉ. Đấy, bằng P max. Đấy, bằng cái này. Đấy, suy ra. Đấy, bằng cái này. Thế thì chuyển sang đây là thành 20 đúng không? 20 chia 10 sẽ được 2. Đấy, còn cái này chia 10 thì được căn 2 phần 2. Đấy. Thế và x thì sẽ bằng 3 nhân cái này là 6 trừ 5 thì còn 1, được chưa? Đấy, 3 nhân cái này thì đấy. Đấy, thế thì P max đây, dấu bằng có xảy ra nhé. Đấy, dấu bằng xảy ra. Đấy, dấu bằng xảy ra khi x và y đây. Đấy, thỏa mãn được nhé, thỏa mãn. Đấy, thế cho nên các em sẽ có P max đây, B được chưa? Đấy. Đấy. Cho nên là sẽ chọn B. Thế thì bài hôm nay
Bài hôm nay các em giải quyết 4 câu này. Đấy, còn các câu khác thì các em có thể giải quyết ở bài sau nhá. Chào các em.